Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc máy bay có livery đặc biệt của hãng Thái AirAsia. Đây là chi nhánh Thái Lan của hãng AirAsia. Chiếc máy bay đang hạ cánh là một chiếc Airbus A320. Và chiếc này mang livery quảng cáo cho King Power, một tập đoàn bán lẻ của Thái Lan. Chiếc máy bay vừa hạ cánh trong điều kiện thời tiết sương mù dày đặc ở sân bay Nội Bài. Đây là pha hạ cánh của chiếc A320 Thái AirAsia quay từ camera góc rộng. Còn đây là lúc chiếc máy bay mang livery đặc biệt của Thái AirAsia tiến ra đường băng cất cánh. Tuy nhiên chiếc này vẫn đang tiếp tục chờ trên đường băng, chưa chạy đà cất cánh. Có lẽ nó phải chờ một chiếc máy bay khác hạ cánh trước. Và chưa đến hạ cánh là chiếc Airbus A330 của hãng Vietjet Air. Và bây giờ là pha chạy đà cất cánh của chiếc A320 mang livery kingpower.com của hãng Thái AirAsia. Chiếc A320 của Thái AirAsia đã rời khỏi mặt đường băng sân bay Nội Bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.